xong rồi quý vị ướp nhé. Quý vị ướp và đủ loại, quý vị tùy theo quý vị muốn ướp gì thì quý vị ướp. Xong rồi cái quý vị ướp cỡ một ngày, xong rồi giống như chu ly thì chu ly ướp hôm qua thì hôm nay chu ly nướng quý vị. Ướp xong rồi quý vị nướng lên. Nướng xong rồi bắt đầu chừng nào ta heo chín quý vị cắt mỏng ra nhá. Quý vị cắt mỏng ra xong rồi quý vị cắt cái trái bắp cải quý vị. Xong rồi cái quý vị ngâm trong muối, xong rồi cái quý vị rửa. Rửa rồi cái quý vị trộn với cái gỏi tai heo quý vị cắt sẵn đó. Quý vị nướng xong, quý vị cắt xong, quý vị trộn với cái gỏi tai heo, xong rồi quý vị cho chanh, rồi hành, rồi rau thơm đó quý vị. Rồi trộn đều lên nhé quý vị. Bỏ nhiều chanh vào cho nó chua, ăn cho nó ngon. Quý vị muốn ăn ớt thì quý vị cho ớt vào nhé. Còn quý vị không muốn thì thôi. Còn chu ly thì không cho ớt, tại vì chu ly ướp cái tai heo chu ly có bỏ tiêu á. Chu ly bỏ tiêu nhiều quá rồi, tiêu quý vị. Rồi chu ly nướng xong rồi chu ly cắt mỏng ra với bắp cải, rồi chu ly bỏ rau thơm quý vị. Rau thơm với lại chanh với hành, rồi cái quý vị trộn cái tỏi garlic sauce quý vị. Rất là dễ làm quý vị, rất đơn giản đó. Quý vị mua tai heo về phải cạo sạch quý vị, những cái có lông đó quý vị, rồi ngâm với nước muối, xong rồi cái ướp ướp gia vị thì tùy quý vị nhé, quý vị muốn ướp gì cũng được hết, mỗi người có một cái khẩu vị riêng. Xong rồi ướp cỡ một đêm xong rồi bắt đầu mang nướng quý vị.